Em Trường Hòa Bình xin chào anh chị và các bạn ạ. Em Trường Hòa Bình xin chúc anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Sáng nay sẽ là một buổi sáng thật tuyệt vời đối với anh chị nào yêu cái đẹp, yêu xe đẹp. Sau đây, em Trường Hòa Bình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe Thaco 8 tấn 3, 2 cầu dầu, sản xuất 2016 ạ. Sau đây em sẽ quay chi tiết em nó cho anh chị và các bạn được tham khảo ạ. Sau đây em Trường sẽ quay một vòng chi tiết cái con xe 8 tấn 3 2 cầu dầu cho anh chị và các bạn được tham khảo nhé. Đầu tiên em sẽ quay về phần cabin của em nó ạ. Cabin của em nó là kính là còn nguyên bản hết cả 6 kính anh em nhé. Kính là nguyên bản cả 6 kính chưa vớ cái nào. Sơn si cabin là nguyên bản. Đây ạ, lốp là đôi lốp trước là mới 100% đi. Gọi là 99% thì 100% thì nói là cũng không phải. Gọi là em nó lốp đẹp, cabin zin. Để em quay phần cabin cho anh em xem nhá. Đây ạ, kính là đời 2016 nha anh em nhá. Sơn si rất là đẹp ạ. Cầu dầu, máy cơ cầu dầu, nó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em ạ. Anh em có thể nhìn cái máy của em nó đấy ạ. Xe này không mua thì không biết các bác còn tìm ở đâu nữa. Cabin